lại nhập vào tập tán tam ma địa của Đại Bồ Tát. Thế nào gọi là tập tán tam ma địa của Đại Bồ Tát? Nghĩa là Đại Bồ Tát tìa pháp dục ác bất thiện có tầm có tướng, đi sanh hỷ lạc nhập vào sơ tịnh lự, ra khỏi sơ tịnh lự tuần tự cho đến nhập vào định diệt tưởng thọ. Ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào sơ tịnh lự, ra khỏi sơ tịnh lự nhập vào định diệt tưởng thọ. Ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào tịnh lự thứ hai, ra khỏi tịnh lự thứ hai nhập vào định diệt tưởng thọ. Ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào tịnh lự thứ ba, ra khỏi tịnh lự thứ ba nhập vào định diệt tưởng thọ. Ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào tịnh lự thứ tư, ra khỏi tịnh lự thứ tư nhập vào định diệt tưởng thọ. Ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào định không vô biên xứ, ra khỏi định không vô biên xứ nhập vào định diệt tưởng thọ. Ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào định thức vô biên xứ, ra khỏi định thức vô biên xứ nhập vào định diệt tưởng thọ. Ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào định vô sở hữu xứ, ra khỏi định vô sở hữu xứ nhập vào định diệt tưởng thọ. Ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi định phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vào định diệt tưởng thọ. Ra khỏi định